chào các bạn nha. Mình thấy một cái con đường ở thành phố Hồng Ngự nè, hôm nay là có rất là nhiều hoa màu vàng. Cái tuyến đường này dài khoảng mấy cây số đó các bạn. Các bạn thấy không? Mình sẽ đi quay cho các bạn xem. Tuyến đường rất là đẹp luôn, hoa rất là nhiều.